Rồi, xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái nhiệt kế đo nhiệt độ và độ ẩm của hãng Sato. Model là SK-110TRH2 thay 1 ha. Model này được sản xuất tại Nhật ha. Còn mở hộp ra thì chúng ta thấy có cái đây là giấy hiệu chuẩn ha, và giấy hướng dẫn sử dụng. À, giấy hiệu chuẩn thì nhiệt độ thì nó hiệu chuẩn tại 23 độ C. Và độ ẩm thì nó hiệu chuẩn tại 30%, 60 và 90%. Đó, chúng ta thấy hiệu chuẩn cái giá trị chính xác rất là tuyệt đối luôn ha. Còn độ ẩm thì đây ha, 30, giá trị hiệu chuẩn là 30.3. 60% thì là 60% luôn, 90 thì nó là sai lệch 0.1% ha, tại 23 độ C ha. Đây có ghi model và hiệu chuẩn luôn. 14 tháng 2 2022. Nhiệt độ hiệu chuẩn 23.5. Đây, cái mã hiệu chuẩn. Rồi, về cái máy này á thì mình giới thiệu sơ về cái thông số kỹ thuật nó ha. Đây, cái model của nó là SK110TRH2 thay 1. Nó có cái code này 8111-00. Khoảng đo nhiệt độ từ trừ 10 đến 60 độ C. Khoảng đo độ ẩm từ 20 đến 98%. À, tầm 23%, cái độ phân giải nó 0.1 độ C và 0.1% luôn ha. À, độ chính xác cộng trừ 0.5 độ C ha. À, rồi cái thông số của nó toàn bộ bằng tiếng Nhật hết ha. Đó, model này được sản xuất tại Nhật ha. À, nên chất lượng nó rất là đạt, hiệu quả rất cao, rất là chính xác ha. Còn đây là về máy của nó ha. Giải máy ra thì chúng ta gồm có thấy là gồm có máy chính và cái đầu dò nhiệt độ và độ ẩm đây ha. Đây ha, đầu dò nó thì chúng ta thấy là có ghi đây ha. Đó, chúng ta thấy có ghi nhiệt độ đây trừ 10 đến 60 độ C, 20 đến 98% ha. Đây cái đầu dò nó dạng như thế này. À, còn đây là máy chính của nó, máy chính thì rất đơn giản thôi, có hai cục pin kèm theo ở đây ha. Đây hai cục pin Fujitsu ha, hai cục pin nhỏ. Đó, chỉ có nút power on off là chúng ta đo thôi. Ở trên mặt màn hình chính thì có ghi cái model. À, mặt sau của nó đây, mặt sau thì có ghi tên hãng ha, model, số series, à, cái loại pin ha. Như đây có khắc cái tên hãng và cái make in Japan luôn ha. Bằng thiết bị này được làm bằng nhựa ABS ha, cái vỏ nó đây là cái ấy pin của nó đây ha. Cái chỗ mà chúng ta gắn pin đây ha, tháo rất là dễ ha, chúng ta gắn vô chúng ta bấm lên chúng ta xài thôi ha. Sau một năm thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại ha. Cái thiết bị này, máy đo nhiệt độ và độ ẩm Sato thì được nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam bởi công ty cổ phần máy công nghiệp toàn cầu. Các bạn có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline như trên website. À, hoặc là để lại thông tin comment bên dưới, chúng tôi sẽ có người liên hệ và báo giá. Xin chân thành cảm ơn.